vừa rút 1 tỷ đồng ở ngân hàng, người phụ nữ bị ba kẻ áp sát giật túi tiền. Thấy hàng xóm kéo qua nhà đánh bố, con trai đâm một người tử vong. Bắt đối tượng bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ. Cháy bảng điện tử LED trên quốc lộ 1A khiến giao thông tắt nghẽn. Thưa quý vị, trưa ngày 9 tháng 3, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khiến nhiều người bị thương phải cấp cứu. Một xe khách 29 chỗ bất ngờ tông vào ta luy rồi lao xuống đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3, xe ô tô khách loại 29 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 71B 00749 đang lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi xe lưu thông đến đoạn thuộc km 45 cộng 330, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ mất lái va và vào hộ lan tôn, rồi lao xuống ta lui đường. Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn giao thông làm hai người bị thương nặng và một số người bị trầy xước nhẹ, hư hỏng một số tài sản cao tốc, không gây ủng tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời xử lý các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, lên phương án cẩu phương tiện bị nạn ra phía đường gom. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Lực lượng chức năng lên phương án cẩu phương tiện bị nạn ra phía đường gom. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông nên không xảy ra ủng tắc. Thưa quý vị, thời gian qua, tội phạm cướp giật tài sản không chỉ liều lĩnh, mà ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội. Một trong số đó là vụ cướp giật mới xảy ra tại Vĩnh Phúc. Chiều ngày 8 tháng 3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố hình ảnh nhận dạng ba thanh niên cướp số tiền 1 tỷ đồng. Nạn nhân vừa rút ở ngân hàng. Ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo truy tìm 3 nghi phạm cướp 1 tỷ đồng của người phụ nữ ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Thông tin ban đầu, chiều 8 tháng 3, một phụ nữ tới ngân hàng ở thành phố Vĩnh Yên rút 1 tỷ đồng, toàn bộ có mệnh giá 500.000 đồng. Nạn nhân để trong túi sách rồi lên ô tô về nhà. Khi về tới nhà, nạn nhân bước xuống ô tô thì bị ba thanh niên đi trên hai xe máy áp sát, giật túi sách có 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Qua xác minh ban đầu, từ trích xuất camera cho thấy trước đó một thanh niên đeo kính đã tới ngân hàng để tìm kiếm con mồi. Sau đó báo cho hai đồng phạm bên ngoài, thấy người phụ nữ rút số tiền lớn, chúng bám theo thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Đặc điểm: ba nghi phạm cần truy tìm gồm hai đối tượng là một nam giới đi trên một xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh đậm, biển kiểm soát 29X5 12932 biển giả. Kẻ còn lại là nam giới, đeo kính gọng đen, đi trên xe máy hiệu Honda Way, màu xanh đậm, biển kiểm soát 33M6-7321, biển giả. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ thưởng nóng cho người cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp thông tin. Đồng thời, yêu cầu các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Việc theo dõi và tìm kiếm con mồi đi rút tiền ở ngân hàng để bám sát và cướp tài sản cho thấy các đối tượng này đã lên kế hoạch và phối hợp rất chặt chẽ, thể hiện sự nguy hiểm và hết sức tinh vi. Quá trình tri lùng ba kẻ cướp giật này ra sao, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục ngay khi có thông tin mới nhất. Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ xô xát gây gỗ do mâu thuẫn đất đai, đẩy những người trong cuộc vào cảnh thương vong, tù tội. Ngày chiều ngày 8 tháng 3 mới đây tại Bình Thuận đã xảy ra một vụ án mạng mà nguyên nhân sâu xa là do tranh chấp chuyện đất đai giữa hai nhà hàng xóm. Đến rạng sáng 9 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án xảy ra tại xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào chiều 8 tháng 3 khi ba cha con ông NVH sinh năm 1975, ngủ sáng Nghị Đức sang nhà hàng xóm là ông NDD để nói chuyện liên quan tới mâu thuẫn đất đai. Quá trình hai bên gặp nhau xảy ra cãi nhau dẫn đến lao vào ẩu đả. Thấy bố bị ông Hát hàng xóm đánh nên Nguyễn Đình Trí sinh năm 1992 đã vào nhà lấy dao chạy ra tấn công ông Hát. Mặc dù ông Hát được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày 8 tháng 3 đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, công an xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh đã đưa Nguyễn Đình Trí về làm việc thu giữ con dao tang vật và bảo vệ hiện trường. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận PC01 cùng đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc theo thẩm quyền. Thưa quý vị, có một thực tế rằng nhiều tên tội phạm ở nước ngoài sau khi gây án bị cảnh sát các nước truy nã gắt gao, thường tìm cách bỏ trốn về Việt Nam để ẩn náu với suy nghĩ sự cách trở về khoảng cách địa lý sẽ khiến việc truy bắt chúng khó khăn hơn. Tuy nhiên, lực lượng công an trong nước luôn đề cao cảnh giác và không để các tội phạm quốc tế gây nhũng nhiễu. Ngày 9 tháng 3, công an Đà Nẵng cho biết đã phối hợp cùng cục đối ngoại Bộ công an tiến hành bàn giao Im Ju-seol, 53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để di lý về nước xử lý theo quy định. Đây là đối tượng bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ về hành vi điều hành trang web đánh bạc. Trước đó theo điều tra Im Rusell đã nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và lưu lại thành phố Hồ Chí Minh một thời gian. Từ tháng 2 năm 2024, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Im Rusell đang lẫn trốn trên địa bàn. Công an Đà Nẵng nắm được thông tin Im Rusell đang tạm trú ở một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng nên tổ chức mật phục bắt giữ. Im Rusell bị Hàn Quốc cáo buộc điều hành trang web bất hợp pháp. Trang web này hoạt động từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2019, máy chủ đặt tại Philippines. Trang web đánh bạc của đối tượng này thu hút số lượng lớn người chơi đặt cược, rút tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền đặt cược online khoảng trên 44,3 tỷ won, tương đương hơn 800 tỷ đồng Việt Nam. Sáng 9 tháng 3, bảng điện tử LED hiển thị thông tin tuyên truyền treo trên quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy đã khiến giao thông trên tuyến bị tắc nghẽn hàng chục phút. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 9 tháng 3, bảng điện tử LED được thiết kế treo trên quốc lộ 1A đoạn sát ngã tư thị trấn Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do bảng điện tử LED có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra. Vụ cháy làm nhiều tàn lửa rơi xuống mặt đường quốc lộ, ở cả hai chiều khiến các phương tiện không thể lưu thông qua lại nhận tin báo từ người dân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa tuy nhiên ngọn lửa bùng phát lớn đã thiêu rụi toàn bộ bảng điện tử led được biết bảng điện tử led được lắp đặt từ lâu do thời gian qua có mưa nên có thể bảng điện tử bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn may mắn vụ cháy không làm ảnh hưởng đến người và các phương tiện lưu thông trên đường cháy nhà trong hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh lan ra căn liền kề. Ngày 8 tháng 3, công an quận Bình Tân đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại căn nhà trong hẻm 475 chiến lược phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Phát hiện đám cháy, mọi người hô hoáng huy động bình chữa cháy hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, khu vực xảy ra cháy có nhiều củi, gỗ nên đám cháy bùng phát mạnh mẽ, khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên toàn bộ căn nhà cháy đổ sập. Người dân sinh sống gần đây cho biết căn nhà bị cháy là nơi nấu rượu, được dựng tạm bằng cây và tôn. May mắn, hỏa hoạn không gây thương vong nhưng khiến một nhà dân liền kề bị ảnh hưởng. Hiện hỏa hoạn đang được công an điều tra làm rõ.